Xin chào các em đã quay lại với kênh Shop FQE. Và video ngày hôm nay thì chị và các em sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 28 tây tháng 4 năm 2021 nhé. À, và hôm nay chị xin thông báo một cái đặc biệt, đó chính là nếu mà các bạn nào đặt hàng vào ngày 29 cho 29 tháng 4, 30 tháng 4 và 1 tây tháng 5 sẽ được shop tặng quà nhé. Đó, các em hãy nhanh tay đặt hàng nào, hãy gọi vào số 0937899707 để đặt hàng vào dịp lễ để nhận được những món quà cực kỳ dễ thương và cute của shop nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bước vào đơn hàng đầu tiên của ngày hôm của ngày 28 tây nào. Và đơn hàng đầu tiên đó chính là đơn hàng của bạn Mỹ Anh, có giá là 156.000 đồng và giá ship là 30.000 đồng. Và bạn Mỹ Anh đã đặt đó là hai bộ móng tay, mẫu đã chọn có giá là 40.000 đồng một mẫu và một mẫu móng tay có giá là 46.000 đồng nha. Đây là hai cái mẫu 40.000 đồng và đây là cái mẫu có giá là 46.000 đồng. Và chị sẽ và do là shop cái bạn đã đặt đó là bộ móng tay đốm trắng đen nhưng mà shop đã hết rồi, cho nên là shop đã thay đổi đó là hoa cúc và cái trứng ốp la, rất là cũng rất là dễ thương luôn ha. Nếu như mà bạn không thích, bạn có thể là qua Zalo, shop của chúng tôi đã gửi rất là nhiều hình ảnh các mẫu móng tay này qua bên shop, qua bên Zalo của bạn, bạn có thể coi và chọn. Nếu như bạn không thích hai cái mẫu của shop đã chọn á thì bạn hãy gọi shop trước 9 giờ qua số điện thoại 0937899707 để được thay đổi nhé. Đây, và đây là đơn hàng của bạn. Và tiếp theo là đơn hàng của Đồng Nhu có giá là 509.000 đồng, một đơn giá khá là khủng và giá ship của bạn là 17.000 đồng nhé. Tên tên và sản phẩm đầu tiên đó là bạn đã đặt mua một vỉ bút dạ quen tiên tiến có giá là 36.000 đồng. Là một cái vỉ như thế này thì sẽ có 6 bút nha, và 6 bút là tương đương với 6 màu khác nhau. Và tiếp theo là hai bịch kép động lực có giá 10.000 đồng mỗi bịch như thế ha. Tên tên và tiếp theo là hai cái bút máy bôi lược nè, đó có giá là 35.000 đồng mỗi cây nha. Đây, cái hình cây bút thật là xinh xắn luôn. Đó, đây là cái ngòi bút. Đây là cái ngòi bút Galaxy nhé, rất là xịn sò nè. Và 6 cái ống mực kèm theo đó là 6 cái ống mực như thế này, có giá là 3.000 đồng một ống nha. Và tiếp theo là một hộp dinh nóc có giá là 8.000 đồng. Tên đen và một quyển sổ ma thuật hình Doraemon có giá là 26.000 đồng, kèm theo một cái chiếc đũa ma thuật rất là dễ thương luôn ha. Đây là một cái quyển sổ ma thuật mới nè, đó, có chú Doraemon có cái túi thần kỳ, rất là xinh. Và tiếp theo là hai bịch kẹo trà sữa thơm ngon giòn giòn. Chị giỡn á, chứ thơm ngon, dai dai, ngọt ngọt. Đây là vị matcha nè, còn bên đây là vị như là vị sữa. Đây, rất là ngon nha. Và tiếp theo là một bộ đồ chơi vệ sinh nhà có giá là 70.000 đồng. Thì cái bộ đồ chơi vệ sinh nhà này thì nó có đầy đủ các dụng cụ để cho chúng ta vệ sinh nhà cửa ha. Chẳng hạn như là cái bàn chải nè, rồi cái cây chổi, cây lau nhà, thau nồi, bình rửa chén và có cả cái này là cái bồn để đựng nước cho chúng ta lau nhà, và có cả là cái bộ bàn ủi nè. Đó, rất là đầy đủ luôn. Và tiếp theo là hai quả trứng lưới có giá là 10.000 đồng mỗi quả. Và một cây thước đa năng màu xanh dương rất là dễ thương luôn ha, có giá là 6.000 đồng. Và một hũ slumber có giá là 30.000 đồng nha. Và một cây bút kéo cặp như thế này 12.000 đồng hai cây bút, nhìn như hình chiếc kéo dễ thương lắm ha. Và một hộp bút nhung hình cầu vồng như thế này ha, rất là dễ thương luôn, rồi rất là mịn, có giá là 70.000 đồng. Và tiếp theo là một bộ kit làm lam có giá là 30.000 đồng nhé. Và thành phần của nó thì shop đã có ghi rất là rõ, và các khi mà sử dụng đó, các em hãy nhớ đọc khuyến cáo của shop nha. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Huỳnh Thị Đài có giá là 153.000 đồng và giá ship là 30.000 đồng. Và bạn đã đặt mua đó là 5 cái hình dán lụa loại 7.000 đồng nha. Đây, có rất là nhiều kiểu khác nhau luôn như thế này. Hình các cô gái nè, rất là dễ thương ha. Và hai cái hộp hình dán lụa loại 30.000 đồng một hộp ha. Một cái vòng tay hoa cúc có giá là 15.000 đồng. Và tiếp theo sản phẩm cuối cùng đó là một cái rên chi 13.000 đồng nha, cũng là hình hoa cúc trắng trên nền vàng. Và tiếp theo là đơn hàng của Phương Thảo có giá là 118.000 đồng và giá ship là 33.000 đồng. Và Phương Thảo đã đặt mua đó là một quyển sổ nước có giá là 35.000 đồng nhé. Đây là có hình hình cô gái đây, một cây hoa đào nha, còn có nước và có cả những cái vỏ sò rất là đẹp. Và một cái vòng cặp hình trái bơ có giá là 40.000 đồng. Và hai cây bút, một là cây bút hũ màu hồng và một cái bút hũ slam hồng như thế này ha, mà có hình là hình viên kim cương nha ha, rất là dễ thương luôn, 5.000 đồng mỗi bút. Tên tên và cuối cùng thì chị và các em cũng đã kiểm tra xong đơn hàng của ngày 28 tây tháng 4 năm 2021 rồi nhé. Và nếu như các em có muốn thay đổi hoặc bổ sung đơn hàng của mình thì hãy nhớ gọi số điện thoại 0937899707 trước 21 giờ, có nghĩa là 9 giờ tối, để chúng ta có thể thay đổi và bổ sung đơn hàng của mình. Còn để đặt hàng thì các em có thể là liên hệ Facebook và Zalo để được tư vấn miễn phí và đặt hàng dễ dàng hơn. Và các em đừng quên là hãy đặt hàng vào ngày 29, 30 tháng 4 và ngày 1 tây tháng 5 trong dịp lễ để được nhận những cái món quà hấp dẫn của shop nhé. Nhanh tay đặt hàng nào, và chị chúc các em có một ngày lễ bên gia đình thật là vui vẻ. Còn video đến đây cũng đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.